preparation. Ayun, nagluwa na. Hindi ko ata na video. Yan, ay tapos na. Nag-video ko ba kanina? O, diba, ang galing. Buti lumiwanag yung camera ko. Diba? Saya ng mga bata. Di ka 20 lang na buo ko. Pinapay pa yan. Ay, oh. Advantage pala may hamblang dito eh. Meron tayong ano. Oo. Nandito tayo sa tore. Ay, sorry. Thank you.
Và đặc biệt hơn nữa nhá, chị Hằng thấy những sắc màu lung linh ở tại công ty của chúng mình đấy. Và các bạn nhỏ đang nở những nụ cười rất tươi. Chị Hằng muốn hỏi những cánh tay của các bạn nhỏ đâu rồi? Chị Hằng vẫn trông thấy những nụ cười thật tươi của các bạn nào? Cười chưa? Bên này. Wow, các bạn ở đây uống sữa gì mà sao nói to thế? Đúng rồi đấy các bạn ạ. Hôm nay nhá, đi với chị Hằng xuống đây còn có cả anh Quậy nữa. Nhưng mà giờ này không biết anh Quậy đâu nữa rồi. Mà rõ là chị Hằng dặn là đi đến nơi, về đến chốn. Ngày hôm nay chúng mình nhá, có một cuộc hẹn thật tuyệt vời. Một cuộc hẹn rất vui cùng với các bạn nhỏ tại công ty của chúng mình. Mà không thấy anh Quậy đâu cả. Các bạn ơi, hãy các bạn cùng với chị Hằng nói anh Quậy thật to nhá. Các bạn đồng ý không nào? Mình nhá, mình dành một tràng vỗ tay thật lớn để tớ gọi các bạn của tớ lên luôn này. Chị Hằng chẳng tin đâu, anh Quậy này á. Múa để cho chị Hằng hết chê anh Quậy luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón các bạn của anh Quậy, là các bé thiếu nhi, là con của các đoàn viên, người lao động trong công ty, với tiết mục múa Về Miền Cổ Tích. Xin mời. Nandiyan ang anak ni Liling. Ano lang yung solo ako sa inyong performance? Itiba. Bởi vì em biết rằng ngày hôm nay tất cả những bạn học giỏi, những bạn chăm ngoan đều có phần quà đấy. Quỳ ơi Quỳ, chị Hằng được nghe giới thiệu nhá. Các bạn ở công ty này không chỉ ngoan này, học giờ hát hay múa dẻo này, học rất là giỏi nữa. Mà trong một năm qua, các bạn đã luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được rất nhiều những thành tích cao trong học tập. Luôn luôn phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi và cháu ngoan của bác Hồ kính yêu đấy. Đúng rồi đấy chị Hằng à. Và bây giờ đây anh Quậy xin được trân trọng được kính mời tất cả các bạn nhỏ, 20 bạn nhỏ có thành tích tốt nhất, có nỗ lực vươn lên trong học tập nhất, đại diện cho 463 bạn nhỏ là con của cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty sẽ lên nhận phần thưởng của các bác, các bà, các cô, các chú nha. Các bạn ơi, bây giờ chị Hằng và anh Quậy sẽ cùng sướng nhất Quậy nhá. Anh Quậy xin được mời bạn đầu tiên, đó là bạn Quốc Thị Bảo Yến, học sinh lớp 7 đạt giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp thi. Xin được mời bạn Vi Quốc Thịnh, học sinh lớp 5 đạt học sinh giỏi toàn diện. Xin được mời bạn Hán Thùy Dương, học sinh lớp 3 đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Xin mời bạn Nguyễn Ngọc Thảo Ly, học sinh lớp 4 đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Xin được mời bạn Trần Thùy Dương, học sinh lớp 2 đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Xin mời bạn Đào Nhật Dương, học sinh lớp 2, đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Xin được mời bạn Lê Bảo Hân, học sinh lớp 4, đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Xin mời bạn Hà Ngô Ngọc Hương, học sinh lớp 5, đạt... Thank you.
lên. Wow, một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả các cô con chú là người lao động cho công ty nào. Xin được chào tất cả các bậc phụ huynh, cảm ơn các bạn nhỏ.